Xá Lợi Phất, vì nhân duyên đó nên phải biết các đức Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: thí như ông trưởng giả có một nhà rất lớn, nhà đó đã lâu cũ mà lại rất xấu xa, phòng nhà vừa cao nguy, gốc cột lại gãy mục, chính xuyên đều siêu dẹo, nền móng đã nát rã, vách phên đều sụp đổ, đất bụng rơi rớt xuống, tranh lợp sa tán loạn, kèo đòn sai rời khớp, bốn bề đều không dại, khắp đầy những tạp nhơ. Có đến 500 người ở đổ nơi trong đó, chim si hiu điêu thứ, quạ chim thước cưu cáp, loài ngưng xà út yết, giống ngô công vô duyên, loài thủ cung bá túc, dứ ly cùng hề thử, các giống độc trùng dữ, ngang dọc sen rủi chạy, chỗ phấn giải hôi thối, đồ bất tịnh chảy tràn, các loài trùng khương lương bu nhóm ở trên đó, cáo sói cùng giả can liếm nhai và dày đạp, cắn xé những thây chết, xương thịt bừa bãi ra, do đây mà bầy chó đua nhau đến ngoạm lấy, ốm đói và sợ sệt, nơi nơi tìm món ăn, giành giật cấu xé nhau, gầm gừ gào sủa rân. Nhà đó sự đáng sợ, những biến trạng giường ấy khắp chỗ đều có những quỷ ly mị vọng lượng, quỷ dạ xoa quỷ dữ, nuốt ăn cả thịt người, các loài trùng độc dữ, những cầm thú hung ác, ấp cho bú sản sanh, đều tự giấu gìn giữ. Quỷ dạ xoa đua đến, giành bắt mà ăn đó, ăn đó no nê rồi, lòng hung dữ thêm hăng, tiếng chúng đánh cãi nhau, thật rất đáng lo sợ. Những quỷ cưu bàn trà, ngồi xổm trên đống đất, hoặc có lúc hỏng đất, một thước hay hai thước, qua rồi lại dạo đi, buông lung chơi cùng giỡn, nắm hai chân của chó, đánh cho la thất thinh, lấy chân đạp trên cổ, khủng bố chó để vui. Lại có các giống quỷ, thân nó rất cao lớn, trần truồng thân đen xấu, thường ở luôn trong đó, rền tiếng hung ác lớn, kêu la tìm món ăn. Lại có các giống quỷ, cổ nó nhỏ bằng kim. Lại có các giống quỷ, đầu nó như đầu trâu, hoặc là ăn thịt người, hoặc lại ăn thịt chó, đầu tóc rối tung lên, rất ác lại hung hiểm, bị đối khác bức ngặt, kêu la vừa rong chạy, dạ xoa cùng quỷ đối, các chim muôn ác độc, đối gấp rạo bốn bề, rình xem nơi cửa sổ, các nạn giường thế đấy, vô lượng việc ghê sợ. Nhà cũ mục trên đó thuộc ở nơi một người, người ấy vừa mới ra thời gian chưa bao lâu, rồi sao nhà cửa đó bỗng nhiên lửa cháy đỏ, đồng một lúc bốn bề ngọn lửa đều hừng hực, rường cột và chính xuyên, tiếng tách nổ vang động, nát gãy rơi rớt xuống, vách phên đều lỡ ngã, các loại quỷ thần thảy đồng cất tiếng kêu to, các giống chim đeo thú, quỷ cưu bàn trà thảy kinh sợ chạy sản sốt, vẫn không tự ra đặng, thú dữ loài trùng độc chui nấp trong lỗ hang, các quỷ tỳ xá xà cũng ở trong hang đó, vì phước đức kém vậy bị lửa đến đốt bức, lại tàn hại lẫn nhau, uống máu ăn thịt nhau, những loại thú giả can thời đều đã chết trước, các giống thú dữ lớn giành đua đến ăn nuốt,
khói tanh bay phùng phục, phủ khắp bích bốn bề. Loài ngô công do diên cùng với rắn hung độc bị lửa lòn đốt cháy, tranh nhau chạy khỏi hang. Quỷ bàn trà đình chờ liền bắt lấy mà ăn. Lại có các ngạ quỷ trên đầu lửa bực cháy, đói khát rất nóng khổ, sản sốt chạy quàng lên. Nhà lửa đó giường ấy rất đáng nên ghê sợ, độc hại cùng tai lửa, các nạn chẳng phải một. Lúc bấy giờ chủ nhà đứng ở nơi ngoài cửa, nghe có người mách rằng: các người con của ông trước đây vì dạo chơi mà đến vào nhà này. Thơ bé không hiểu biết, chỉ vui ham ưa đóng. Trưởng giả vừa nghe xong kinh sợ vào nhà lửa, tìm phương nghi cứu tế cho con khỏi thiêu hại, mà dụ bảo các con nói rõ các hoạn nạn: nào ác quỷ độc trùng, quả tai lan tràn cháy, các sự khổ thứ lớp nói luôn không hề dứt, loài độc xà ngương phúc và các quỷ dạ xoa cùng quỷ cưu bàn trà, những giả can chồn chó, chim điêu thú si hiu, lại giống bá túc thảy, đều đói khát khổ gấp, rất đáng phải ghê sợ. Chỗ khổ nạn như thế huống lại là lửa lớn, các con nhỏ không hiểu, dầu có nghe cha dạy cứ vẫn còn ham ưa, vui chơi mãi không thôi. Bấy giờ trưởng giả kia mới bèn nghĩ thế này: các con như thế đó làm ta thêm sầu não, nay trong nhà lửa này không một việc đáng vui, mà các con ngây dại vẫn ham mê vui chơi, chẳng chịu nghe lời ta, toan sẽ bị lửa hại. Ông bèn lại suy nghĩ nên bày các phương tiện, bảo với các con rằng: cha có rất nhiều thứ, các đồ chơi trân kỳ, những xe báu tốt đẹp, nào xe dê xe hươu cùng với xe trâu lớn, hiện để ở ngoài cửa. Các con mau ra đây, cha chính vì các con mà sắm những xe này, tùy ý các con thích, có thể để dạo chơi. Các con nghe cha nói các thứ xe như vậy, tức thời cùng giành đua rảo chạy ra khỏi nhà, đến nơi khoảng đất trống, rời những sự khổ nạn. Trưởng giả thấy các con được ra khỏi nhà lửa, ở nơi ngã tư đường đến ngồi tòa sư tử, ông bèn tự mừng rằng: ta nay rất mừng vui, những đứa con ta đây đẻ nuôi rất khó lắm, chúng nhỏ dại không hiểu, mới lầm vào nhà hiểm, có nhiều loài trùng độc quỷ ly mị đáng sợ, lửa lớn cháy hừng hực, bốn phía đều bật lên, mà các trẻ con này lại ham ưa vui chơi. Nay ta đã cứu chúng, khiến đều đặng thoát nạn, vì thế các người ơi, ta nay rất vui mừng. Khi ấy các người con biết cha đã ngồi an, đều đến bên chỗ cha mà thưa cùng cha rằng: xin cha cho chúng con ba thứ xe báu lạ, như vừa rồi cha hứa, các con mau ra đây sẽ cho ba thứ xe tùy ý các con muốn. Bây giờ chính phải lúc, xin cha thương cấp cho. Trưởng giả giàu có lớn, kho đụng rất nhiều đầy, vàng bạc cùng lưu ly, sa cừ ngọc mã não, dùng những món vật báu tạo thành các xe lớn, chưng dọn trang nghiêm đẹp. Khắp vòng có bao lơn, bốn mặt đều treo linh, dây vàng sen thắt tụi, lưới mành kết trơn châu, dân bày phủ phía trên, hoa vàng các chuỗi ngọc, lồng thồng rủ khắp chỗ, các màu trang sức đẹp khắp vòng xây quanh xe, dùng nhiễu hàng mềm mại để làm nệm lót ngồi, giải quý mịn rất tốt, giá trị đến nghìn muôn, bóng láng trắng sạch sẽ, dùng trải chùm trên nệm, có trâu trắng to lớn, mập khỏe nhiều sức mạnh, thân hình rất tươi tốt, để kéo xe báu đó. Đông những tôi già tới mà trực hầu giữ gìn, đem xe đẹp như thế đồng ban cho các con.
Các con lúc bấy giờ rất vui mừng hớn hở, ngồi trên xe báu đó dạo đi khắp bốn phương, vui chơi nhiều khoái lạc, tự tại không ngăn ngại. Bảo Xá Lợi Phất này, Đức Phật cũng như vậy, tôn cả trong hàng thánh, cha lành của trong đời. Tất cả các chúng sanh đều là con của ta, say mê theo thế lạc, không có chút huệ tâm. Ba cõi hiểm không an, dường như nhà lửa cháy, các nạn khổ dậy đầy, rất đáng nên ghi sợ. Thường có những sanh già, bệnh chết và rầu lo, các thứ lửa như thế cháy hừng chẳng tắt dứt. Đức Như Lai đã lìa nhà lửa ba cõi đó, vắng lặng ở thông thả, an ổn trong rừng nội. Hiện nay ba cõi này đều là của ta cả, những chúng sanh trong đó cũng là con của ta. Mà nay trong ba cõi có nhiều thứ hoạn nạn, chỉ riêng một mình ta có thể cứu hộ chúng. Dầu lại đã dạy bảo mà vẫn không tin nhận, vì nơi các dục nhiễm rất sanh lòng tham mê. Bởi thế nên phương tiện vì chúng nói ba thừa, khiến cho các chúng sanh rõ ba cõi là khổ, mở bày cùng diễn nói những đạo pháp xuất thế. Các người con đó thảy, nếu nơi tâm quyết định đầy đủ ba món minh và sáu món thần thông, có người được duyên giác hoặc bất thối Bồ Tát, Xá Lợi Phất phải biết, ta vì các chúng sanh dùng món thí dụ này để nói một Phật thừa. Các ông nếu có thể tin nhận lời nói đây, tất cả người đều sẽ chứng thành quả Phật đạo. Phật thừa đây di diệu, rất thanh tịnh thứ nhất, ở trong các thế gian không còn pháp nào trên của các Phật vui ưa. Tất cả hàng chúng sanh đều phải nên khen ngợi và cúng dường lễ bái đủ vô lượng nghìn ức. Các trí lực giải thoát, thiền định và trí huệ cùng pháp khác của Phật chứng đặng thừa như thế, khắp cho các con thảy ngày đêm cùng kiếp số thường đặng ngồi dạo chơi, cho các hàng Bồ Tát cùng với chúng thanh văn nương nơi thừa báu này mà thẳng đến đạo tràng. Vì bởi nhân duyên đó tìm kỹ khắp mười phương, lại không thừa nào khác trừ Phật dùng phương tiện. Bảo với Xá Lợi Phất, bọn ông các người thảy đều là con của ta, ta thời là cha lành. Các ông trải nhiều kiếp bị các sự khổ đốt, ta đều đã cứu vớt cho ra khỏi ba cõi. Ta dầu ngày trước nói các ông được diệt độ, nhưng chỉ hết sanh tử mà thiệt thời chẳng diệt. Nay việc nên phải làm chỉ có trí huệ Phật. Nếu có Bồ Tát nào ở trong hàng chúng này có thể một lòng nghe pháp thật của các Phật, các Đức Phật Thế Tôn, dầu dùng trước phương tiện mà chúng sanh được độ, đều là Bồ Tát cả. Nếu có người trí nhỏ quá mê nơi ái dục, Phật bèn vì bọn này mà nói lý khổ đế. Chúng sanh lòng nghe mừng, đặng đều chưa từng có, Đức Phật nói khổ đế chân thật không sai khác. Nếu lại có chúng sanh không rõ biết gốc cổ, quá say nơi khổ nhân, chẳng tạm rời bỏ được, Phật vì hạng người này dùng phương tiện nói vậy. Nguyên nhân có các khổ, tham dục là cội gốc. Nếu dứt được tham dục, khổ không chỗ nương đổ, dứt hết hẳn các khổ, gọi là đế thứ ba. Vì chứng diệt đế vậy mà tu hành đạo đế, lìa hết các khổ phược, gọi đó là giải thoát. Người đó nơi pháp gì mà nói đặng giải thoát, chỉ xa rời hư vọng, gọi đó là giải thoát. Kỳ thiệt chưa phải được giải thoát hẳn tất cả, Đức Phật nói người đó chưa phải thiệt diệt độ. Vì người đó chưa được đạo quả vô thượng vậy, ý của ta không muốn cho đó đến diệt độ,
ta là đấng Pháp Vương, tự tại nơi các pháp, vì an ổn chúng sanh nên hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất phải biết pháp ấn của ta đây, vì muốn làm lợi ích cho thế gian nên nói, tại chỗ ông đi qua chớ có giọng tuyên truyền. Nếu có người nghe đến, tùy hỷ kính nhận lấy, phải biết rằng người ấy là bậc bất thối chuyện. Nếu có người tin nhận kinh pháp vô thượng này, thời người đó đã từng thấy các Phật quá khứ cung kính và cúng dường, cũng được nghe pháp này. Nếu người nào có thể tin chịu lời ông nói, thời chính là thấy ta, cũng là thấy nơi ông cùng các chúng tỳ kheo và các hàng Bồ Tát. Phật vì người trí sâu nói kinh pháp qua này, kẻ thức cạn nghe đến mê lầm không hiểu được. Tất cả hàng thanh văn cùng với bích chi Phật ở trong kinh pháp này sức kia không hiểu được. Chính ông Xá Lợi Phất hãy còn nơi kinh này dùng lòng tin đặng vào, huống là thanh văn khác. Bao nhiêu thanh văn khác do tin theo lời Phật mà tùy thuận kinh này, chẳng phải trí của mình. Lại này Xá Lợi Phất, kẻ kiêu mạn biến lười, vọng so chấp lấy ngã, chớ vì nói kinh này hạng phàm phu biết cạn, quá mê năm món dục, nghe pháp không hiểu được, cũng chẳng nên gì nói. Nếu có người không tin, khinh hủy chê kinh này, thời là dứt tất cả giống Phật ở thế gian. Nếu có người xịu mặt mà cưu lòng nghi hoặc, ông nên lóng nghe nói tội báo của người đó, hoặc Phật còn tại thế, hoặc sau khi diệt độ. Nếu có người chê bai kinh điển như thế này, thấy có người đọc tụng biên chép thọ trì kinh, rồi khinh tiện ghét ganh mà cưu lòng kết hờn, tội báo của người đó ông nay lại lắng nghe. Người đó khi mạng chung sa vào ngục A Tỳ, đầy đủ một kiếp chẳng, kiếp mãn hết lại sanh, cứ xoay dần như thế nhẫn đến vô số kiếp. Từ trong địa ngục ra sẽ đọa vào súc sanh, hoặc làm chó giả can, thân thể nó ốm gầy, đen đeo thêm ghẻ lát, bị người thường chọc ghẹo, lại còn phải bị người gớm nhờm và ghét rẻ. Thường ngày đói khát khổ, xương thịt đều khô khan, lúc sống chịu khổ sở, chết bị ném ngói đá, vì đoạn mất giống Phật nên thọ tội báo đó. Hoặc sanh làm lạc đà, hoặc sanh vào loài lừa, thân thường mang kéo nặng, lại thêm bị đánh đập, chỉ nhớ tưởng nước cỏ, ngoài ra không biết gì, vì khinh chê kinh này mà mất tội như vậy. Có khi làm giả can, đi vào trong xóm làng, thân thể đầy ghẻ lát, lại chột hết một mắt, bị bọn trẻ nhỏ dây theo đánh đập liền ném, chịu nhiều các đau khổ, hoặc có lúc phải chết. Ở đây vừa chết rồi liền lại thọ thân rắn, thân thể nó dài lớn đến 500 do tuần, điếc ngay và không chân, lăn lóc đi bằng bụng, bị các loài trùng nhỏ cắn rút ăn thịt máu, bị khổ cả ngày đêm không tạm có ngừng nghỉ, vì khinh chê kinh này mà mắc tội như vậy. Nếu được sanh làm người, các căn đều ám độn, lùn xấu lại lệch què, đuôi điếc thêm lưng gù, có nói ra lời gì mọi người không tin nhận, hơi miệng thường hôi thối, bị quỷ mị dựa nhập, nghèo cùng sức hèn hạ, bị người sai khiến luôn, nhiều bệnh thân ốm gầy, không có chỗ cậy nhờ, dầu nương gần với người mà người chẳng để ý. Nếu có đặng điều chi, thời liền lại quên mất. Nếu học qua nghề thuốc theo đúng phép trị bệnh mà bệnh người nặng thêm, hoặc có khi đến chết. Nếu tự mình có bệnh không người chữa lành đặng, dầu có uống thuốc hay mà bệnh càng thêm nặng, hoặc người khác phản nghịch cướp giật trộm lấy của, các tội dường thế đó
lại tự mang dạ lây. Những người tội như đây trọn không thấy được Phật, là vua trong hàng thánh, thường nói pháp giáo hóa. Những người tội như đây thường sanh chỗ hoạn nạn, tâm cuồng loạn tai điếc, trọn không nghe pháp được. Trải qua vô số kiếp như số cát sông Hằng, sanh ra liền điếc câm, các căn chẳng đầy đủ, thường ở trong địa ngục như dạo chơi giường nhà, ở tại ác đạo khác như ở nhà của mình. Lạc đà, lừa, heo, chó là chỗ kia thường đi, vì khinh chê kinh này, mắc tội dường thế đó. Nếu đặng sanh làm người, điếc đuôi lại câm ngọng, nghèo cùng các tướng suy, dùng đó tự trang nghiêm, xưng bụng bệnh khô khát, ghẻ lát cùng ung thư, các bệnh như trên đó, dùng làm y phục mặc, thân thể thường hôi hám, nhơ nhớp không hề sạch, lòng chấp ngã sâu chặt, thêm nhiều tánh giận hờn, tình dâm dục hãy hừng, đến chẳng chừa cầm thú, vì khinh chê kinh này, mắc tội dường thế đó. Bảo cho Xá Lợi Phất, người khinh chê kinh này, nếu kể nói tội kia, cùng kiếp cũng chẳng hết. Bởi vì nhân duyên đó, ta vẫn bảo các ông, trong nhóm người vô trí, chớ nên nói kinh này. Nếu có người lợi căn, sức trí huệ sáng láng, học rộng và nhớ dai, lòng mong cầu Phật đạo, những hạng người như thế mới nên vì đó nói. Nếu có người đã từng thấy trăm nghìn ức Phật trồng các cội đức lành, thâm tâm rất bền vững, hạng người được như thế mới nên vì đó nói. Nếu có người tinh tấn thường tu tập lòng từ, chẳng hề tiếc thân mạng, mới nên vì đó nói. Nếu có người cung kính không có sanh lòng khác, lìa xa các phàm phu, ở riêng trong núi chầm, những hạng người như thế mới nên vì đó nói. Lại Xá Lợi Phất này, nếu thấy có người nào rời bỏ ác tri thức, gần gũi bạn hiền lành, người được như thế ấy mới nên vì đó nói. Nếu thấy hàng Phật tử giữ giới hạnh trong sạch, như minh châu sáng sạch, ham cầu kinh đại thừa, những người được như thế mới nên vì đó nói. Nếu người không lòng giận, chắc thiệt ý dịu hòa, thường thương xót mọi loài, cung kính các đức Phật, hạng người tốt như thế mới nên vì đó nói. Lại có hàng Phật tử ở tại trong đại chúng, thuần dùng lòng thanh tịnh, các món nhân cùng duyên, thí dụ và lời lẽ, nói pháp không chướng ngại, những người như thế ấy mới nên vì đó nói. Nếu có vị tỳ kheo vì cầu nhất thiết trí, khắp bốn phương cầu pháp, chắp tay cung kính thọ, chỉ ưa muốn thọ trì kinh điển về đại thừa, nhẫn đến không hề thọ một bài kệ kinh khác, hạng người được như thế mới nên vì đó nói. Như có người chí tâm cầu xá lợi của Phật, cầu kinh cũng như thế, đặng rồi đảnh lễ thọ, người đó chẳng còn lại có lòng cầu kinh khác, cũng chưa từng nghĩ tưởng đến sách vở ngoại đạo, người được như thế ấy mới nên vì đó nói. Bảo cùng Xá Lợi Phất, ta nói các sự tướng của người cầu Phật đạo, cùng kiếp cũng chẳng hết. Những người như thế đó thời có thể tin hiểu, ông nên vì họ nói kinh diệu pháp liên quan.